Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên vừa công bố danh mục dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Hoa Hồng, Seros với tổng vốn đầu tư 284,3 tỷ đồng. Dự án có tổng diện tích đất sử dụng là 24.320 m2, được thực hiện tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên với tổng tiền bồi thường hỗ trợ tái định cư là 20,8 tỷ đồng. Tổng chi phí đầu tư xây dựng là 263,5 tỷ đồng. Vị trí khu đất phía đông giáp với công ty 4P, phía đông nam giáp đường quy hoạch 25m, phía tây bắc giáp khu dân cư, phía tây nam giáp hành lang quốc lộ 5. Khu đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chấp thuận quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Hoàng Gia tại quyết định số 27777 QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2020. Nhà đầu tư có nhu cầu thực hiện dự án nộp hồ sơ đăng ký về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên trước 9 giờ ngày 6 tháng 9 năm 2024. Dự kiến thời gian đầu tư dự án là 3 năm, thời gian hoạt động của dự án là 50 năm. Mục tiêu của dự án là xây dựng khu dân cư mới, có không gian kiến trúc cảnh quan hiện đại, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, kết nối thuận tiện với khu dân cư hiện hữu. Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thương mại phía Bắc đường DH57 vừa mở hồ sơ đăng ký thực hiện ngày 29 tháng 7 năm 2024. Dự án có sơ bộ tổng chi phí thực hiện 980 tỷ đồng, chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư khoảng 82 tỷ đồng. Xây dựng trên địa bàn các xã An Vĩ, Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, quy mô sử dụng đất của dự án khoảng 97.801 m2, quy mô dân số khoảng 1.545 người. Dự án cung cấp 243 căn nhà ở liền kề, 67 căn biệt thự. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, tiến độ đầu tư 60 tháng kể từ ngày được chấp thuận nhà đầu tư. Nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án là công ty cổ phần HMS Hưng Yên, có địa chỉ trụ sở tại xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Công ty thành lập tháng 3 năm 2024, vốn điều lệ theo đăng ký thay đổi cấp ngày 13 tháng 6 năm 2024 là 220 tỷ đồng. Tỉnh Hưng Yên đang mời nhà đầu tư quan tâm đăng ký thực hiện khu đô thị mới Sen Hồ với tổng mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng tại thị xã Mỹ Hào. Khu đất thực hiện dự án có diện tích 62,6 ha, nằm tại phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào. Quy mô sản phẩm dịch vụ cung cấp bao gồm nhà ở liền kề xây thô hoàn thiện mặt ngoài, biệt thự xây thô hoàn thiện mặt ngoài, căn hộ chung cư, sàn thương mại dịch vụ, văn phòng theo đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500. Tổng vốn đầu tư 6,956 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện hơn 6,656 tỷ đồng, còn chi phí bồi thường và tái định cư khoảng 300 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện là 84 tháng, 7 năm và thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được chấp thuận nhà đầu tư. Hạn cuối nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án là 9 giờ ngày 27 tháng 8 năm 2024. Bên cạnh khu đô thị mới Sen Hồ, từ đầu năm 2024 tới nay, Hưng Yên đã kêu gọi đầu tư đối với hai dự án nhà ở khác là khu nhà ở thương mại phía Bắc đường DH57 và khu nhà ở dân cư mới 319. Trong đó, khu nhà ở thương mại phía Bắc đường DH57 tại khu đất có diện tích khoảng 97,801 m2, nằm trên hai xã An Vĩ và Tân Dân, huyện Khoái Châu. Quy mô dân số khoảng 1,545 người. Cơ cấu sản phẩm bao gồm 243 căn nhà ở liền kề, 67 căn nhà ở biệt thự, công trình thương mại, dịch vụ, trường học, các công trình tiện ích theo quy hoạch dự án, công trình hạ tầng kỹ thuật của khu đất, tổng mức đầu tư gần 1.063 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí thực hiện hơn 980 tỷ đồng, còn chi phí bồi thường tái định cư hơn 82 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được cấp văn bản chấp thuận nhà đầu tư. Tiến độ đầu tư là 60 tháng, 5 năm kể từ ngày được chấp thuận nhà đầu tư. Hạn cuối nộp hồ sơ đăng ký là 9 giờ ngày 29 tháng 7 năm 2024. Còn dự án xây dựng khu nhà ở dân cư mới 319 trên địa bàn xã Tân Lập, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ. Cơ cấu sản phẩm gồm 105 căn nhà ở liền kề, diện tích mỗi căn từ 95 tới 158 m2, 14 căn nhà ở biệt thự, diện tích mỗi căn từ 200 tới 216 m2. Công trình hạ tầng kỹ thuật, kè sông, giao thông, cây xanh, mặt nước. Quy mô dân số khoảng 573 người. Tổng mức đầu tư khoảng 418 tỷ đồng. Trong đó chi phí thực hiện gần 396 tỷ đồng, còn chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư gần 22.000 tỷ đồng. Kết thúc thời gian nộp hồ sơ, có hai doanh nghiệp đã đăng ký thực hiện dự án khu nhà ở dân cư mới 319 là công ty cổ phần ô tô Đông Phong Yên Mỹ và công ty cổ phần bất động sản Hà Nội Sông Hồng. Sau khi đánh giá năng lực, Đông Phong Yên Mỹ là đơn vị duy nhất đạt đủ điều kiện, còn Hà Nội Sông Hồng không vượt qua vòng này do không kê khai thông tin, cung cấp các tài liệu về năng lực tài chính theo biểu mẫu đúng quy định. Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ điều chỉnh nhiều khu vực địa giới hành chính
như mở rộng quận Hồng Bàng, thành lập quận An Dương và thành phố Thủy Nguyên. Đáng chú ý, lộ trình đến năm 2030, Hải Phòng sẽ tăng thêm 2 quận là Kiến Thụy và An Dương. Cả thành phố sẽ có 9 quận. Sau năm 2030, huyện Cát Hải cũng sẽ lên quận, trở thành quận đảo đầu tiên của cả nước. Cát Hải là một huyện đảo của thành phố Hải Phòng, nằm ở phía đông bắc của thành phố Hoa Phượng Đỏ, phía bắc giáp huyện Yên Hưng, Quảng Ninh, phía tây giáp đảo Đình Vũ, phía đông và nam là Vịnh Bắc Bộ. Tổng diện tích của huyện đảo là 345 km2, kể cả rừng ngập mặn. Nơi đây bao gồm 366 hòn đảo lớn nhỏ nằm trong hệ thống quần đảo Nam Vịnh Hạ Long, trong đó đảo Cát Hải và đảo Cát Bà là lớn hơn cả, được chia thành 2 thị trấn và 10 xã, dân số 3 vạn người. Huyện đảo này là huyện có vị trí chiến lược quan trọng ở thành phố vùng Đông Bắc Tổ quốc, có nhiều tiềm năng thế mạnh trong phát triển du lịch, kinh tế biển. Cát Hải đang vươn mình mạnh mẽ, trở thành điểm đến lý tưởng của nhà đầu tư cũng như du khách trong và ngoài nước. Thành phố Hải Phòng xác định đảo này sẽ là một trong 3 cực tăng trưởng phát triển tương lai. Vì thế, huyện luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Trung ương, thành phố, sự phối hợp của các sở ngành địa phương trong việc huy động mọi nguồn lực thu hút đầu tư. Huyện Cát Hải hiện đang tập trung phát triển kinh tế xã hội theo hướng khai thác tối đa tiềm năng sinh thái rừng, biển, đảo, từ bước hình thành các ngành kinh tế chủ đạo là cảng biển, logistics, công nghiệp, công nghệ cao và du lịch dịch vụ. Trong đó, du lịch dịch vụ được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, giữ vai trò quan trọng góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Theo thống kê, từ đầu năm 2024 đến nay, lượt khách du lịch của huyện đảo Cát Hải ước đạt 1.627.970 lượt khách, doanh thu từ dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 1.499,7 tỷ đồng. Cầu vượt biển Tân Vũ Lạch Huyện, hay còn gọi là đường ô tô Tân Vũ Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng, là cầu vượt biển nối đất liền với huyện đảo Cát Hải, được thông xe vào ngày 4 tháng 9 năm 2017. Dự án có tổng mức đầu tư là gần 11.850 tỷ đồng từ vốn vay ODA Nhật Bản và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam, với tổng chiều dài 15,63 km, trong đó phần vượt biển dài 5,44 km, cầu Tân Vũ Lạch Huyện đã trở thành cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và một trong những cây cầu vượt biển dài hàng đầu của Đông Nam Á. Cầu Tân Vũ Lạch Huyện đi vào hoạt động, việc đi lại bằng ô tô giữa đất liền từ trung tâm thành phố Hải Phòng sang đảo Cát Hải chỉ mất khoảng 5 phút thay vì hàng tiếng đồng hồ khi đi bằng phà, giảm tai nạn rủi ro, tránh tắc nghẽn giao thông, thúc đẩy các hoạt động du lịch trên đảo Cát Bà và các khu vực lân cận. Cây cầu kết nối trực tiếp với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, quốc lộ 5, quốc lộ 18, đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, đường cao tốc Nội Bài - Hạ Long và cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Từ đó, cây cầu góp phần tạo thành mạng giao thông hoàn chỉnh, phục vụ việc vận tải hàng hóa ra cảng của khu vực tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Đối với thành phố Hải Phòng, cây cầu này có vai trò kết nối và phát triển kinh tế ven biển của thành phố, góp phần làm tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư cho những dự án nằm trong chương trình phát triển khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải. Nổi bật là các dự án trọng điểm đang được triển khai trên địa bàn huyện Cát Hải như cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, các dự án của tập đoàn Vingroup, Sun Group. Trung tâm của huyện đảo Cát Hải là đảo Cát Bà đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào ngày 16 tháng 9 năm 2023 cùng với quần thể Vịnh Hạ Long. Đảo Cát Bà có diện tích 153 km2, là đảo lớn thứ 3 ở Việt Nam sau Phú Quốc và Cái Bầu, có đỉnh núi cao nhất lên đến 331 m. Đây là khu vực địa hình có cảnh quan độc đáo tương tự Vịnh Hạ Long. Các hòn đảo là các chóp hoặc tháp ca đơn lẻ hoặc thành cụm. Vách bờ dốc đứng nổi trên mặt nước biển trong xanh. Quần đảo Cát Bà có rừng mưa nhiệt đới trên đảo đá vôi, rừng ngập mặn, các dạng san hô, thảm rong, cỏ biển, hệ thống hang động, hồ nước là nơi hội tụ đầy đủ các giá trị bảo tồn đa dạng sinh học, bảo đảm các yêu cầu của khu dự trữ sinh quyển thế giới theo quy định của UNESCO. Ngày 2 tháng 12 năm 2004, nơi đây chính thức đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, một trong những địa danh nổi tiếng và thu hút du khách nước ngoài và trong nước đến với đảo Cát Bà chính là Vịnh Lan Hạ. Đây là vịnh thuộc top vịnh đẹp nhất thế giới, nằm ở phía đông đảo Cát Bà và là cầu nối liền kề giữa đảo Cát Bà và Vịnh Hạ Long. Vịnh Lan Hạ được xem là điểm đến kỳ vĩ nhưng cũng mang nét thơ mộng, khó có nơi nào sánh bằng, sở hữu cảnh quan thiên nhiên trù phú, khung cảnh đậm nét hoang sơ. Đến đây, du khách sẽ có cơ hội khám phá hòn ngọc ẩn mình tuyệt đẹp